này rất là tốt, rất là tốt. Thích nhờ, này, Kinh ơi. Sau đây là một cuộc thi, vâng, cuộc thi rất là vui nhộn. Cuộc thi đua xe đạp, vâng, hai chú tử Trang Nghi và chú tử Misa của chúng ta sẽ thực hiện một cuộc đua với 5.000 km, vâng. Hôm nay với một đường trường rất là xa xôi và rất là gập ghềnh, vì vậy mà đòi hỏi sự cổ vũ nhiệt tình của các cháu các bạn trong buổi ngày hôm nay. Đây, ngồi đây, vâng. Đây đi. Chị cho em xem với nhá, chị đứng qua đây cho em xem với. 31 tòa nhà 101 Láng Hạ. Với trọng tài là nghệ sĩ Đức Đào đến từ Liên hiệp siếc quốc gia Việt Nam. Và chúng ta sẽ cổ vũ cho hai chú kỳ của chúng ta với đường đua rất là tuyệt vời. Vỗ tay để cổ vũ nào, vỗ tay để cổ vũ Misa nào. Misa, cổ lên, Misa, cổ lên. Cổ lên, cổ lên, cổ lên, cổ lên. Nói về chú quậy không nhỉ?